It's gonna be a long night. It's gonna be a long night. It's gonna be a long night. Những dòng nâng cao hơn thì có thể nói đến NV. NV là cũng thực sự là một công nghệ càng ngày càng đột phá, thì NV đại diện cho cái sự đột phá đấy. Trong một bàn DJ như thế này đã tích hợp được 4 đắt và có màn hình, có mâm xoay, không thiếu bất cứ một chức năng gì của DJ, mà thậm chí còn đầy đủ hơn một bộ CDJ bình thường cơ bản 3 chiều. Ví dụ như tất cả những cái nút phím ở đây đều là sử dụng cảm ứng chạm, chỉ cần bạn chạm tay vào là chiếc bàn DJ đã hiểu được bạn muốn gì. Và màn hình đã được tích hợp trên một chiếc bàn rất nhỏ gọn này, nhưng mà đã tích hợp được màn hình. Bạn có thể hoàn toàn đóng máy tính, cũng cần nhìn vào máy tính chỉnh nhạc, chọn nhạc ở trên màn hình này, cũng như xem cái dòng nhạc để mà có thể phối được với nhau. Thì đấy là sản phẩm NV. Và mình muốn nói đến nữa là anh